Hai chị em ruột, mẹ cứ ngồi đằng kia. Mẹ đây chiều về đẹp lắm luôn. Cởi dép ra hả chồng? Bỏ dép chứ. Em có cần cái này không? Không. Hay là em để đây? Để đây đi bạn ơi. Nhưng mà điện thoại chụp hình xấu lắm. Nguyên đại gia đình bắt đầu đi đi bắn, đi săn nhum, đi bắn cá đã lắm luôn. Đúng rồi, cô không để cái đậm với cho con rồi mà. Đúng à. Con đi biển nè, con thích không? Đâu ơi, nhìn không? Nhìn đi. Đi thui thùi lùi luôn. Đi biển còn phải mang dép nha cả nhà. Tại vì đi ra ngoài đó bắt nhum. Bắt nhum là mang dép để nó mà đạp nhum là coi như là. Có đôi nhất. Này nè, giống ba luôn á mà không chịu đi. Nè, ba có nè. Bây giờ của ba đã không? Con nhớ con cũng có một đôi. Ba con cũng có một đôi hả? Ừ. Thôi để. Ba cho con nè. Làm gì? Ồ mà quá à. Thôi nè, đừng hỏi nữa không? Ừ, không hỏi nữa. Đau, đau bây giờ. Đó, đó. Thơm nôm. Đâu ba hôn một cái nữa coi. Em ơi. Là xỉu luôn rồi. Tứ xỉu luôn rồi. Đây đây ngoại. Rồi chúng đây hả? Chúng gì đây? Đâu rồi, chúng đây đâu rồi. Dừa. À, gia đình tìm đi về đây. Đi về đây. Ơi 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 làm gì vậy quậy hả một chuyến đi chơi là 5 đêm 6 ngày đi cả tuần luôn, vui thiệt vui luôn, đi từ thứ ba chủ nhật về. Chúng chi hai hà, chi hai hà đau sao trời ơi. Ba gai hả ngoại? Em đâu? Em đi cá đâu? Trời ơi. Cá ơi. Cá à. Cá ơi. Đỡ bị nổi mẩn rồi nè. Mấy ngày nay ra ngoài đó trời đất ơi bị dị ứng. Vẫn còn đỏ nha. Cá sấu á cá ơi. Con sấu à. Cá này đang lên bờ bị chóc dậy. Ba. Hai ba. Mẹ dễ ẹt hả Ngư? Xí thật. Mẹ không chụp được, mẹ lấy dễ cái ẹt bự đi, cho mẹ chụp. Cái dạ mẹ ê. Trời ơi, một, hai, ba kìa. Ê. Đây, một, hai, một, hai, một, hai, xí thật. Nhỏ thôi. Cái gì mà la sầm lấy? Một, hai, ba. Về đi, 1, 2, 3, về đi. 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3 ồn quá. Về tới Sài Gòn rồi. Sài Gòn vũ tour.
Sài Gòn dữ rồi, vừa đáp máy bay rồi. Chưa đâu. Đáp rồi mà. Chưa. Sao con khóc rồi, nó ba nghe con. Con bị gì con khóc? Ba hình tâm giác cái miệng rồi. Cái miệng con xấu quá. Hình tâm giác cái miệng ba. Không ơi. Không ông bật của chú đi. Đó hình tròn luôn. Hình tròn hả? Thương quá ta. Thương quá ta. Chậm tía vào ngư với em bé vì cá mạnh khỏe, cả nhà mạnh khỏe. Hồi nãy con bị khó chịu đúng không? Con đi máy bay con bị khó chịu đúng không? Đâu có gì đâu, có ba nè, không sợ gì hết. Mà mẹ chơi game hoài, làm con nhìn hoài nên con mới bị khó chịu. Ủa, ai biểu con nhìn chi? Ba nói rồi, ba nói là trên máy bay không được coi điện thoại mà. Con nhìn con mới bị á. Mà sao mẹ không quen nha, mẹ giữ về điện thoại hả? Dạ. Để tí nó ba la mẹ nha. Mẹ còn chơi game nữa. Mẹ kỳ quá. Mẹ còn bôi phim nữa. Tại sao con không ngồi với ba mà con ngồi với mẹ hả? Tại vì mẹ cho con ngồi bên kia mà. Thương quá ha, con mạnh khỏe rồi ha. Ủa ba, tại sao chân mại của con không phải màu đen mà tại sao nó màu xám? Tại con ừ, ngoài còn ít. Quý khách sẽ ra máy bay bằng cửa phía trước và cửa phía sau. Xin lưu ý quan sát bậc cầu thang. Rồi, à, máy bay dừng lại là mình chuẩn bị về nha. Máy bay hai mà vui vui. Ai mà sướng thì ai da. Ai da. Được đẩy sướng không? Ba có được hôn một cái không? Con hôn ba chứ. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Vừa về tới Sài Gòn là ghé qua đây liền luôn. Cái hình thèm lắm rồi. Quay con. Đừng quay con hả? Không, ba không quay con đâu. Con chưa hấp của con. Tại sao ba không quay con? À, ba không quay con hả? Ba xin lỗi. Bà ngoại đói dữ rồi hả? Đi hướng quốc bà ngoại bị chị bỏ đói quá mà. Em bé này cũng bị bỏ đói luôn nè. Em bé đang nhìn đèn, nhìn hoa, nhìn cây, nhìn cảnh gì vậy? À, nhìn lấy cái tấm cờ bay. Bay rồi, nhìn bay à. Còn đây là chị hai Bảo Ngư. Vừa tới nơi là gọi cơm lương liền. Đâu cơm lương của con đâu? Con tự múc thử coi. Hả? Được không? Rồi, để ba đổ cho con nha. Nhìn tươi hả? Hả? Em bé ơi. Ba ta. Con ghẹo cho em cười thử coi. Ba ta. Ôi. Có muốn nói chuyện với ba không? Không. Hả? Vì cá dễ thương. Vì cá dễ thương quá à. Ơi. Vì cá vui liên hôm nay. Vì cá lắm gì. Chị hai lớn kia hai lần kia muốn bụng hơi bụng cho. Ừ. Hiểu không? Em với em đi máy bay em giỏi lắm á. Hiểu không? Em không khóc luôn. Chậm vía. Em lên là em ngủ. Rồi thấy bé lên là trời ơi. Bye bye. Em cũng mất rồi. Có thất không? Khóc lại chứ. Đợi dữ ta. Nhìn vậy đó, trời ra nhìn với nó chứ là bye bye vậy. Cầm trẻ dữ à. Trẻ thôi mà. Ai ăn xong rồi. Trời ơi. Ăn thèm dữ rồi, ăn không còn gì để ăn. Ở ngoài ăn hết luôn rồi. Có phần này của Thiên còn một miếng Thiên để dành, chưa dám ăn hết, tiếc lắm. Nãy giờ ăn trộm của tôi hoài nha bạn. Rồi thôi, cả nhà Thiên đi về. Ê, trời ơi, hên quá trời luôn. Hết hồn quá, quýu quá. Ê, đứng dậy. Con bị té đúng không, con hết hồn đúng không? Ba không đỡ là con đập đầu vô bàn rồi đó, thấy chưa? Ba dặn rồi, con làm gì con phải cẩn thận chứ. Thôi ngồi dậy ba đúc à. Con chơi mà sao ba biết được mà ba dịnh. Đó ba dịnh con mới không té đó. Thôi thôi đứng dậy. Đứng dậy mình ăn một miếng cơm cho mình có đầy đủ sức mạnh để mình không bị té nào. Con múc hoặc là ba tự múc. Ủa ba đúc con hay là con tự múc? Ba làm mấy bài
Mở cửa là quẹt thẻ rồi, nhanh lên. Phải nhấn nút. Nhấn nút tạch rồi xong. Không phải, phải nhấn số. Nhấn số hả? 1, 2, 3. Trời ăn đi. Chưa đúng số hả? Chưa đúng bắt buộc hả? 1, 2, 4. Rồi, ok. Đúng cái muỗng cực quá hả? Đúng một muỗng cơm cực dữ luôn á. Rồi, Hân ơi, ngồi chắc tay rồi Hân. Chắc tay rồi Hân ơi. Đi ra vậy nè. Ôi, ghét chưa kìa. Hay ghét quá à. Ừ, sao nằm im re vậy? Bơm sữa chưa? Ta không bơm nói sữa. Con thấy ghét. Con cũng thấy ghét luôn. Nhớ nhà mình chưa? Ghét mà không dữ. Đi gần một tuần lễ rồi đó. Đi từ thứ ba đến hôm nay là chủ nhật luôn rồi. Rất sắc chưa? Nhan ăn được rau luôn rồi kìa. Trong đó có rau đó, con dám ăn luôn hả Ngư? Trong đó có rau đó. Ghê vậy ta. Ủa mà mình không có răng mình cũng tự cắn được nữa ta. Nói dữ luôn á. Ngày hôm nay là em được chính xác là 3 tháng 7 ngày. 3 tháng 1 tuần rồi đó. Sao sạc hoài vậy? Ngậm vào tay miếng miếng sạc. Rồi sao nói dữ luôn á. Ông ơi cho con ăn con buồn đúng không? Con buồn đúng không? Chị hai với bà ngoại với mẹ kỳ quá mà. Ăn không? Ê, đừng đút vô miệng em không. Con có buồn không? Rồi sao sao dạ hả con? Trời ơi chị hai hôm nay giỏi dữ. Ây chà, thôi ba ăn rồi, ba ăn nữa con ăn đi. Chị hai hôm nay giỏi dữ, ăn được rau ăn được tùm lum luôn. Có đốt khoai hả vợ? Hỏi phô mai không? Người ta nắm chỉ nói phô mai. Hỏi phô mai không? Phô mai đi cắn hoài không đứt vậy? Phô mai này ngươi. Ê, ta ghét con quá cá ơi. Ngồi vừa nói nó ghét rồi phản ứng liền rồi luôn á hả? Bà thương con quá cá ơi. Bà thương con quá cá ơi. Ê, ê. Nhìn cá ơi. Này con ăn đứt con chấm miếng thử cắn qua coi coi. Ghê vậy ta, giỏi dữ hả? Trời ơi, ăn hết luôn. Ăn hết luôn. Ê, cái này cứng lắm con, cái này cái cây. Cái cây đó người ta xiên vô, người ta chiên, chỉ định lấy ăn luôn. Con ăn cây này là chảy máu miệng luôn á. Ừ, không ăn được cái đó đâu. Mẹ lấy cho con ăn đi. Đó, ăn phô mai đi. Còn nóng không? Hết nóng rồi đúng không? Cô chỉ quậy kìa. Ăn no rồi bây giờ bắt đầu bài trò đó. Múa lân đồ. Tùng chen, tùng chen, tùng chen, tùng chen. Rồi bye bye cả nhà. Gia đình Trương đi về đây.